Vì sao dự án được đầu tư từ ngân sách theo hình thức BT, xây dựng chuyển giao, lại chuyển thành hình thức BOT, xây dựng kinh doanh chuyển giao? Việc thu phí BOT chặn hết tất cả các nẻo đường tỉnh lộ sẽ gây áp lực như thế nào đến người dân và doanh nghiệp vùng nông thôn? Những câu hỏi từ tỉnh lộ 39B ở Thái Bình đang cần thiết phải được giải đáp nhằm xây dựng những chính sách phát triển hạ tầng bền vững, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của người dân, nhà nước và doanh nghiệp. Đoạn đường 39B với khoảng 30 km này được xây dựng từ năm 2010 theo hình thức BT với tổng mức đầu tư từ ngân sách gần 1.900 tỷ đồng. Chủ đầu tư dự án BT này là Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, với lý do khó khăn về vốn nên tỉnh Thái Bình kêu gọi thêm vốn BOT. Năm 2011-12 do khó khăn về nguồn vốn trái phiếu chính phủ cho nên là tỉnh Thái Bình đã đề nghị chính phủ phê duyệt dự án này được nâng cấp cải tạo, mở rộng theo hình thức BT kết hợp với BOT. Cũng theo chủ đầu tư BOT là công ty Tasco Nam Thái, phần vốn mà doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh lộ 39B là 550 tỷ đồng và được phép thu hồi trong 15 năm qua hình thức đặt trạm thu phí. Trước sự phản đối của người dân, chủ đầu tư BOT phải tìm cách giảm phí hoặc miễn phí. Thế nhưng, với nhiều doanh nghiệp vận tải, hàng ngày đang phải chiết khấu phí cầu đường vào phí vận chuyển, chi phí sản xuất kinh doanh, thì các trạm thu phí BOT ở vùng nông thôn đang dồn họ vào khó khăn. Bất bình, tại vì tôi đi trong tỉnh này là rất qua nhiều trạm thu phí. Đấy, nó ảnh hưởng đến trực tiếp là cái cuộc sống, đời sống của tôi. Thì nếu mà thu phí ở Kiến Sương cùng huyện mình đấy thì em thấy nó cũng tác động thêm, bởi vì là cái giá vé bọn em không tăng lên được mà cái trạm thu phí càng ngày càng nhiều lên. Như bọn em cung đường bọn em bây giờ đang là 2 trạm vé rồi. Đấy là thu thêm ở đây nữa là thêm 1 trạm nữa. Một cái con xe của em là 1 tháng mất hơn 1 triệu tiền vé. Nếu đâu em mua vé tháng, còn vé lượt thì nó là 50.000 một lượt cơ. Là 2 lượt mất 100.000. Hà Nội đi về Nam Định, Thái Bình, trong khoảng 100 km, hiện có 4 trạm thu phí BOT. Riêng quê lúa Thái Bình, ngoài trạm thu phí BOT Tân Đệ, sẽ có thêm trạm BOT Kiến Sương. Trong hội nghị đánh giá công tác đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT mới đây của Bộ Giao thông Vận tải, nhiều chuyên gia cho rằng giải quyết mâu thuẫn giữa lợi ích của doanh nghiệp đầu tư BOT và người dân là phải tính kỹ, nhất là lợi ích của người dân vùng nông thôn khó khăn. Để giải quyết vấn đề này, nhất thiết phải có sự can thiệp công tâm của cơ quan nhà nước liên quan. Giữa nhà đầu tư và ngân sách nhà nước, tức là có thể là mức phí nó thấp đi, nhưng kéo dài cái thời gian thu phí ra. Và nhà nước bù cho cái nhà đầu tư ấy, làm đường ấy, là họ vẫn được cái mức trả theo từng chuyến nó cao. Và nhà nước lấy lại cái tiền ấy bằng cách là ví dụ như là cái thời gian thu phí là kéo dài là 20 năm. Nhưng mà cái nhà thu phí, nhà đầu tư ấy có thể thu hồi vốn trong 10 năm. Thế còn nhà nước trong 10 năm đó đầu tiên ấy nhà nước bù lại cho cái nhà đầu tư. Thế còn nhà nước sẽ thu phí 10 năm sau. Thì như thế là đấy là một cái chia sẻ lợi ích mà bảo đảm được cái chi phí cho xã hội nó giảm đi. Không riêng gì Nam Định, Thái Bình, nhiều địa phương khác như Hòa Bình, Phú Thọ đang có những trạm BOT chắn giữ trên những tuyến đường độc đạo của người dân. Và họ luôn mong sự can thiệp của nhà nước bằng những giải pháp căn bản và thực tế hơn. Vì sức chịu đựng của những người dân là có giới hạn và không chỉ than trời rồi thôi.